Báo cáo quý vị lúc này đang là đầu giờ sáng của ngày 27 Tết, tức là ngày 21 tháng 1 năm 2020. Chúng tôi đang chuyển bức tranh Tùng Hạc Diên Niên ra xe để chuyển về chuyển về tỉnh Phú Thọ. Chỗ đấy là gần khu vực Đá Trông, K9 ấy. Chiều hôm qua thì có hai bác về ký, bác đã ghi chữ Phú Thọ đây. Đây là bức tranh Tùng Hạc Diên Niên cao 97 và dài 1m97. Và bức này là 22 triệu giá tại xưởng. Hiện nay trong xưởng thì đang còn hai bức tương tự nhưng mà ở mức độ 34, là các cái mức độ khảm nó rất rõ hơn. Đây bác cẩn thận bác ký vào đấy và bác ký nháy cho bên cạnh đây. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo hai cái số điện thoại trên màn hình. Thưa quý vị, là hiện nay ở trong kho của đồ gỗ Đức Hiền vẫn còn gần 300 tấm tranh khảm, thì chúng tôi lúc nào cũng duy trì mức độ 300. Ở trong cái dịp cuối năm thì nó bán cũng nhiều nhưng mà vẫn tiếp tục sản xuất, và đầu năm là vẫn tiếp tục đưa vào vì thị trường số lượng lớn. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Hiện nay thì lực lượng thợ trực tiếp ở đây là đã nghỉ Tết, nhưng mà cái phần bán hàng tôi vẫn duy trì đến hết ngày 30 Tết. Xin quý vị cứ liên lạc với hai cái số điện thoại này, lúc nào tôi cũng cầm máy để sẵn sàng trả lời quý vị. Và những nơi mà cách đồ gỗ Đức Hiền khoảng 300 km là chúng tôi vẫn có thể vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Xin tạm biệt.